Chào mừng quý nhà đến với kênh Nguyễn Chí Đạm. Hôm nay mình giới thiệu anh em về cái dòng máy mà khoan đục ba chức năng anh em. Cái dòng mà dùng cái bụng đứng như này, mà cái mã của hãng Toto 1050W đây nè, giá khá là tốt luôn anh em ha. Cái giá này với cái thằng Inco á có 1.366.000 thôi, có 1.360.000 thôi. Đây anh em có thể xem đó nha, cái mẫu này nè, nó sẽ ba chức năng khoan rồi khoan đục và đục, nó sẽ có chức năng như đây nè, xoay vào đây nè, rất là hay nha. Ví dụ bên đây nè, anh em gạt vào chế độ bên đây á, là khoan đục nè, quay qua trên đây á, là đục nè. Thì khi mà xài chế độ khoan á, thì anh em dùng cái cơ chế bên đây, ha, anh em gạt cái núm này nè, đó, núm này nằm ở bên đây thì chúng ta sử dụng hai chức năng này, khoan và khoan đục nha. Còn khi mà chúng ta xoay cái núm này qua bên kia thì nó là chức năng khoan đó. Và tắt nằm ở đây ha. Dòng này thiết kế nguyên cái đầu là bằng nhôm mà giá khá là mềm luôn. Hiện tại trên thị trường những cái mã mình nói, những cái mã mà của Trung Quốc các hãng khác thôi, không qua nổi cái giá này, 1.360.000 nha. Và là hàng công nghiệp đó. Hoặc là chúng ta có thể chọn cái mẫu của hãng Inco này. Inco giá rất là tốt đây đó, giá Inco nó cũng chỉ có 1.000.000. Cái con này thì khỏe, đục khoan đầu, khoan đục khỏe hơn, 1.335.000 đó, anh thấy không, 1.335.000 đó. Hai dòng này nó như nhau hết, nó khác nhau về cái thương hiệu thôi, nhưng mà cũng là công suất 1.050W hết đây anh em nha, 1.050W nè, và đi là hàng công nghiệp hết nha, 1.050W nè đó. Đây như nè, đây đẹp tuyệt vời luôn ha. Hai cái mã này mà nó thực sự với em á, xài chức năng khoan đục rất là ngon. Anh em mà cần cái chức năng mà đục nó mạnh hơn á, những cái dạng bụng đứng như nè, dùng cái chức năng bố nó mạnh hơn những cái dòng mà như thế này nè ha, những dòng như này đây đó. Ok ha, 1.335.000 cho hãng Inco và 1.360.000 cho hãng Toto đó. Hai cái dòng này phải nói là rất là tốt nha. Ngoài ra nếu anh em mà muốn chức năng mà ba chức năng khoan đục này nè, mình có những cái dòng hang bô nha. Cái dòng này là xịn nhất nè, mới nhất của hãng nè, giá đang shop còn có 990.000 thôi. Và cái con này thì giá là 850.000 nha, con này giá 850.000 nè, đây 850.000 con này nha. Còn con này là giá 990.000 đó. Hai cái mẫu này của nó bán thường xuyên luôn nha, giá khá là mịn. Con hang bô màu xanh, con hang bô xanh này công suất 900W nha, 900W đó. Thì mấy dòng khoan đục này rất là nhiều anh em á, khoan đục bên đây hoặc là bên đây Inco thì có những con nè, con này 1.750, con này 1.487, hoặc là hai những cái mẫu này, rất là nhiều anh em vào trong đây rất là nhiều luôn. Hoặc là có hãng Toto thì có cái khoan đục bên đây nha, nó 1.586 này, con này 1.500, con 1.800 nè, hoặc là con đục 17 ly, 7 ly con 1.9 nè, khá là mạnh. Hoặc là mẫu khoan đục hai con này nha, có đầy đủ hết, Inco Toto như nó na ná nhau hết. Đó. Hai cái con này phải nói là rất là ok đấy. Ok, 1.335.000 thôi nha, 1.335.000 thôi đây, 1.335.000 con này ha. Rồi là cái con này thì mình sẽ treo lên 1.360.000 đây. Rồi ok nha, anh em có nhu cầu mua thì có thể ghé bên 850 với 876 Lạc Long Quân, phường 8 Bình, Hồ Chí Minh. Anh em quên con này không thể quên được nha, đang shop nè, 468 mài không bắt trượt, 710W nha, giá shop có 468.000 thôi, giá của nó là 560.000 anh em. Con này để chạy khuyến mãi là mình phải lấy gói nào, lấy gói đang khuyến mãi trong cái tháng 8 này nha, trong cái tháng 8 này, cái mài này mà đang khuyến mãi trong cái tháng 8 này, để 100 có 10, rất là đẹp, cầm rất là nặng và đầm tay nha, rất là nặng và đầm tay luôn, con này chạy mượt lắm ha, rất là chạy thôi, đang trong khuyến mãi trong tháng 8 đó, đang khuyến mãi trong tháng 8 nha anh em, không đừng quên con này nha, con này rẻ và ngon, hàng công nghiệp dây đồng đó nha, hàng công nghiệp và dây đồng đó. Công tắc trượt tuyệt vời. Nói chung mấy cái sản phẩm mà
dụng cụ cầm tay rồi máy móc của Inco Auto bán tuyệt vời lắm nè, rất là chạy luôn. Hoặc là của Desa, Desa của nó là cũng tuyệt vời luôn ha. Desa tuyệt vời luôn. Đây đang khuyến mãi cái thân nè, 985.000 còn nha. Này cái khuyến mãi của tháng 7, nhắc nhỏ thương mại tháng 7 còn tồn mấy con. Hoặc là con này 999 cái thân không nha, không than. Khuyến mãi trong tháng 7 cũng còn tồn mấy con thôi. Thân này không nha, thân bấn dít có 800.000 thôi, cũng còn mấy con luôn. Hoặc là cái này nha, cái này đây, cái này cũng đang còn mấy con luôn nha. Đó, thân bộ còn nào nữa không ta? À đây, hai cái này còn nè, thân này thôi 906 nha, 906 là không búa, quay nhanh lắm mà nha anh em. Cái thân này 959 không búa. À, cái này hết rồi, cái này là quay về giá cũ nè. Còn thân này vậy 1390 nha, thân này cũng đang ba chức năng nè, ba chức năng. À, tuyệt vời. Trong cái phiên bản này anh em có thân này, anh em muốn rẻ anh em mua thân này nè, 909 á, bảo đảm anh em ở xài không chê đâu được đâu. Đây trời ơi, động cơ công thang mà nó quay tốc 2000 nữa thôi, quay tuyệt vời luôn. 60 Newton mét. Đâu, này có búa nha, hai con này, con này nó như nhau nè, khác nhau có búa không búa thôi. Động cơ không than, có búa thì đang khuyến mãi, giá đang khuyến mãi nha. Chương trình này của cái tháng 7 á, và tồn hàng đó anh em, 99 ha, tuyệt vời đó. Hoặc là những cái bộ này 12V nè, rồi con này cũng đang khuyến mãi nè đó. Rồi máy trà tường ha, trà tường có đê xa 1.501.000. Có điều hay máy trà tường của con đê xa nó còn rẻ hơn máy trà tường của con Toto nè. Máy trà tường của đê xa xài ngon hơn chứ. Chỉnh tóc nằm đây nè nè, chỉnh tóc đây nè nha, có đèn led nè nha. Thì khi mình qua bán đê xa là không có gì Toto nữa, bởi vì cái Toto nó có một đợt nó bị, anh em biết mấy máy trà tường mà để lâu á, này biết không, cái giấy nhám mà nó dính vô đây nè, cái đây á là nó sẽ, cái phiên bản kia thôi nè, không phải nó nhám dính này nè, nó không có tốt mà mình không có về nó, mà về đê xa sướng hơn, đê xa này không có bị à, nhờ lô mới giờ nó ok lắm. Ở giờ lúc bán đê xa nó chất lượng nó tốt rồi, bảo hành nó hiếm. Hoặc anh em nào có mua máy khuấy đây nè, con khuấy cũng ngon nè, khuấy này mấy đêm cũng không giảm giá ta. Có 960.000 anh em, khoáy 960.000 thôi, khá là rẻ. Hoặc là con máy rút lõi, rất lâu rồi mình không có giới thiệu những cái review những con rút lõi của Desa. Cái con rút lõi này xài rất là ngon, 1.720. Nói chung là những cái dòng máy mà của Desa mình thấy xài rất là ngon luôn, chứ không phải mình nói về riêng về dòng này. À, dòng này khả năng rút tới 60 thôi nha, ở rút 90 với lọ phi 90 thôi, khả năng này rút 90 thôi, cầm tay không có chân, giá 1.720 nha. Còn nếu dòng chân tới 3.000.000 lần, đây là đục 17 ly nè, 1.960.000. Hoặc là con máy khoan, đây là cái con bu lông mà 1 inch nè, 3.189.000. Con này cái lực xoắn khủng lắm, 1 inch nó nặng lắm nha, này dùng điện đó. À, bên kia những cái máy của con Desa. Ok ha. Rồi, anh em nhu cầu mua thì liên hệ nha. Đây là của Makita, màu nè. Rồi, cảm ơn nha. Xin chào và hẹn gặp lại.